và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Thanh Chương. Công văn của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Chương về việc tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19. Thanh Chương ngày 17 tháng 4 năm 2020, kính gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, trưởng các phòng chuyên môn Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn huyện, thực hiện thông báo số 155 ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp trực tuyến Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19, thực hiện công văn số 2294 ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An về tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, trưởng các phòng chuyên môn Ủy ban Nhân dân huyện, thủ trưởng các cơ quan đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các nội dung sau. 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm có hiệu quả các nội dung của chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 đến hết ngày 22 tháng 4 năm 2020. Nhất là biện pháp hạn chế ra đường, không tập trung đông người, đeo khẩu trang, thực hiện khử trùng diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu mọi người dân ở tại nhà chỉ ra đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. Không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn, thủ trưởng các cơ quan chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 3. Ban chỉ đạo huyện, ban chỉ đạo xã về phòng chống dịch COVID-19. Yêu cầu duy trì thường xuyên hoạt động chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra giám sát, đôn đốc các nội dung nhiệm vụ phòng chống dịch. Nhận được công văn yêu cầu các đồng chí thực hiện đầy đủ kịp thời. Thay mặt Ủy ban Nhân dân, Chủ tịch Nguyễn Văn Quế. Ngày 16 tháng 4, đồng chí Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện cùng đoàn công tác của huyện đã tiến hành kiểm tra và nhận bàn giao công trình hai biển chỉ dẫn địa lý Thanh Chương kính chào quý khách trên tuyến Hồ Chí Minh. Biển thứ nhất được đặt ở phía Tây, khu vực giáp ranh giữa xã Thanh Đức và xã Cao Sơn, huyện Anh Sơn. Biển thứ hai được đặt ở phía Nam, giáp ranh giữa xã Thanh Xuân và xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Qua kiểm tra cho thấy, các biển báo được xây dựng chắc chắn, bề thế, nằm ở vị trí cao, thoáng, dễ nhìn. Trên mặt biển được in các địa danh di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng và toàn cảnh thị trấn, trung tâm chính trị, văn hóa xã hội của huyện nhà. Đây là công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Chương nhiệm kỳ 2020-2025 do Ủy ban Nhân dân huyện làm chủ đầu tư và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Triều Việt Phát thi công. Thưa quý vị và các bạn, nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch COVID-19, thời gian qua các trường học trên địa bàn huyện được phép cho các em học sinh nghỉ học, tổ chức dạy học bằng trực tuyến thay cho dạy tập trung trên lớp. Đây là một cách làm rất hiệu quả. Đã gần 2 tháng nay, em Đặng Khánh Linh, học sinh lớp 6A, trường trung học cơ sở xã Cát Văn phải nghỉ học để tránh sự lây lan của đại dịch COVID-19. Việc học của em hàng ngày phụ thuộc vào một máy tính để học trực tuyến. Thông qua dạy và học như thế này đã phần nào cung cấp kiến thức cho giáo viên từng bộ môn truyền đạt đến cho em. Tuy nhiên, cách dạy và học này vẫn gặp không ít khó khăn. Đó là học một lúc rất nhiều các em vào mạng nên thường xuyên bị quá tải, gián đoạn trong lúc trao đổi bài học giữa các giáo viên và học sinh, gây khó khăn tiếp thu bài giảng. Thường xuyên thì được học tất cả các môn. Quay việc thuận lời thì con có khó khăn là thỉnh thoảng là nhiều người vào quá thì mình lại bị ảo ra. Trường Trung học cơ sở xã Cát Văn hiện có 24 cán bộ giáo viên, trong đó có 8 lớp với trên 300 em học sinh. Đã gần 2 tháng nay, nhà trường tổ chức cho giáo viên và học sinh dạy học trực tuyến trên các thiết bị máy tính và điện thoại thông minh. Theo thầy giáo Nguyễn Hoàng Chiến, phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện tại có khoảng 80% học sinh được học trực tuyến, còn khoảng 15% em học sinh phải học tập trực tiếp thông qua việc giáo viên đến nhà phát đề, câu hỏi bài tập. Dạy học trực tuyến và trong quá trình dạy học trực tuyến thì có những thuận lợi. Thứ nhất là được sự đồng lòng của anh em cùng chia sẻ trong đơn vị để quá trình dạy học trực tuyến tốt nhất. Thứ hai là được phụ huynh ủng hộ
tạo điều kiện giám sát để các em tham gia trực tuyến. Trong bên cạnh đó thì có rất nhiều khó khăn. Một, đầu tiên á, thứ nhất là về cái đường truyền hiện nay của VNPT Lê Ninh là chưa ổn định, cho nên là đáng phải tích hợp nhiều hình thức dạy học khác nhau để đảm bảo 100% các em để tham gia học tập. Cái thứ hai á, là do cái khó khăn chung của người dân, cho nên là một số em là chưa có điều kiện tốt nhất về học tập, ví dụ như là máy tính, điện thoại, đó là cái khó khăn cơ bản nhất là trong thời gian qua. Là đề nghị với các cấp ban ngành cấp trên là sớm khắc phục cái đường truyền, nâng cấp ổn định cái mạng VNPT Lê Ninh để cho giáo viên cũng như học sinh thuận lợi trong quá trình dạy và học được hiệu quả hơn. Trường Trung học phổ thông Thanh Chương 3 là một trong những trường có bề dày truyền thống dạy và học. Số học sinh đậu tốt nghiệp và đại học năm sau luôn cao hơn năm trước. Hiện toàn trường có 30 lớp với 1.000 em học sinh, trong đó khối 12 có 10 lớp, khối 11 có 10 lớp, khối 10 có 10 lớp. Theo thầy giáo Trần Hồng Duẩn, hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường đã phân công nhiệm vụ cho giáo viên chuyển sang dạy và học trực tuyến, nhất là đối với các em khối 12 chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia sắp đến gần. Nhà trường cho giáo viên chủ nhiệm các lớp là tổng hợp học sinh có cái điều kiện để học trực tuyến và những em học sinh không có điều kiện học trực tuyến để phân loại ra các cái lớp, và trên cơ sở đó để nắm bắt tình hình của học sinh cũng như là phối hợp với phụ huynh học sinh để triển khai công tác dạy học trực tuyến. Bên cạnh cái dạy học trực tuyến thì nhà trường vẫn duy trì cái việc là giao bài tập cho các em qua các cái nhóm Facebook, Zalo hoặc là Gmail. Rồi sau đó là giáo viên chủ nhiệm giao bài cho các em, rồi các em làm gửi lại cho giáo viên bộ môn và giáo viên bộ môn đánh giá các em. Và những cái bài đánh giá này thì đều được cập nhật và có thể các thầy cô là lấy làm điểm kiểm tra thường xuyên cho các em. Riêng đối với các em học sinh khối 12 năm nay do điều kiện như thế cho nên là ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo hai giáo viên, một là đồng chí Tú, giáo viên chủ nhiệm lớp 12D, hai là đồng chí Vân là giáo viên giáo dục công dân và phụ trách hướng nghiệp, công tác hướng nghiệp của khối 12, tập hợp thông tin tuyển sinh của các trường đại học đã có cái đề án tuyển sinh của năm nay, tập hợp lại thành một bộ tài liệu giao cho giáo viên chủ nhiệm khối 12 là thông tin trực tiếp đến các em để các em sớm nắm bắt được những cái điều chỉnh trong cái công tác tuyển sinh của các trường. Theo tôi nghĩ rằng đây là một cái vấn đề rất cần thiết trong cái giai đoạn này. Có thể nói, đại dịch COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trên toàn cầu, làm ảnh hưởng không nhỏ về phát triển kinh tế xã hội, trong đó có ngành giáo dục. Để đối phó với dịch bệnh, thời gian qua Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thanh Chương đang chỉ đạo tất cả các bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn huyện tập trung giảng dạy bằng phương pháp học trực tuyến, gửi bài tập qua Zalo, Facebook, học qua kênh truyền hình trung ương và tỉnh và một số thiết bị trên máy tính, điện thoại thông minh, nhằm đảm bảo công tác dạy và học không bị gián đoạn. Đến thời điểm này, công tác dạy và học trực tuyến và một số phương pháp khác đang được ngành giáo dục triển khai đồng bộ. Thì thông qua cái việc dạy học này thì cũng có những cái khó khăn, nhưng mà chúng tôi xác định rằng là cần phải có cái sự nỗ lực khắc phục mọi khó khăn đó để cái việc duy trì kiến thức cho các cháu và đặc biệt là đảm bảo cái chương trình dạy học theo kế hoạch đã đề ra. Thì ngoài cái việc dạy học trên internet, trên truyền hình và các cái hình thức khác thì chúng tôi có cái sự phối hợp với các cái tổ chức đoàn thể, đặc biệt là cái đoàn thanh niên trong cái việc hỗ trợ để cho các cháu tiếp nhận bài ở cả thôn xóm bản. Tôi cho đây là một cái sự hỗ trợ đắc lực để cùng với ngành và với toàn xã hội chúng ta cùng chung sức đảm bảo cái chương trình học cho các cháu trong cái nghỉ học cái dịp chống dịch Covid này. Có thể nói, công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ đã được các cấp ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện Thanh Chương triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc. Đặc biệt, việc giảng dạy trực tuyến các trường học trên địa bàn triển khai một cách nghiêm túc đến các gia đình phụ huynh và học sinh. Tuy nhiên, bên cạnh đó, do cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện của từng gia đình vẫn đang gặp nhiều khó khăn.
Để nâng cao chất lượng dạy và học qua trực tuyến, trước hết phải được sự quan tâm của các bậc phụ huynh, ý thức học tập của các em và sự đầu tư nâng cấp đường truyền. Tin tưởng rằng với sự vào cuộc chống dịch quyết liệt đã phần nào hạn chế đến mức thấp nhất đến sự lây lan dịch bệnh diễn ra trên diện rộng, từng bước đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa các em trở lại học bình thường trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, lúa trà sớm đã bước sang giai đoạn trổ bông, trà chín ôm đồng, bắt đầu trổ. Để đảm bảo có một vụ xuân thắng lợi toàn diện, hiện tại bà con nông dân trên địa bàn đang tập trung phòng trừ sâu bệnh, trong đó chú trọng đạo ôn cổ bông. Cũng như nhiều hộ dân khác ở trên địa bàn xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương, trong những ngày này, anh Nguyễn Xuân Nam ở xóm Liên Minh đang tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân. Bởi theo anh cho biết, trổ bông là giai đoạn quan trọng nhất quyết định đến năng suất và sản lượng của lúa xuân. Nếu không phòng trừ kịp thời, sâu bệnh gây hại, đặc biệt là đạo ôn cổ bông rầy sẽ dẫn đến mất mùa và đói kém. Vì vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm. Gia đình tôi làm 9 sao, mà lũ hiện nay là đã trổ được khoảng 1/3 rồi. Hiện nay thì đang phòng trừ bệnh đạo ôn, bệnh. Không riêng gì gia đình anh Nguyễn Xuân Nam, mà hầu hết các hộ dân trên địa bàn huyện đều đang tập trung phòng trừ sâu bệnh cho lúa xuân, đặc biệt là ở những địa phương xuống đồng gieo cấy sớm như Ngọc Sơn. Ở đây, lúa hầu hết đã bước sang giai đoạn trổ bông. Trong điều kiện thời tiết âm u, mưa phùn, bất lợi như hiện nay, chắc chắn bệnh đạo ôn cổ bông sẽ xuất hiện và gây hại. Chính vì thế, công tác phòng trừ sâu bệnh ở giai đoạn này là cực kỳ quan trọng. Địa bàn xã Ngọc Sơn thì tương đối rộng và diện tích lúa vụ xuân là trên 400 hectare, cho nên cái quá trình kiểm tra phòng chống sâu bệnh thì Ủy ban nhân xã thường xuyên thông báo đến nhân dân, thường xuyên thăm đồng và phòng trừ kịp thời. Các nguồn thuốc thì chủ yếu là lên nhân dân lên trạm bảo vệ thực vật lấy về phun phòng. Vụ xuân năm nay, toàn huyện gieo cấy được trên 8.000 hectare lúa xuân các loại. Nhờ làm tốt công tác chỉ đạo tuyên truyền và nhân dân đầu tư tốt, nên đến thời điểm này, những giống ngắn ngày đã trổ bông và trà chính đang ôm đồng và bắt đầu trổ. Cũng do ảnh hưởng của thời tiết nên tình hình sâu bệnh gây hại trên cây lúa năm nay so với những năm trước giảm đi rất nhiều, từ số lượng đến mức độ gây hại. Tuy nhiên, theo dự báo trong thời gian tới, thời tiết tiếp tục có những đợt không khí lạnh yếu xen kẽ các đợt nắng nóng, có mưa ẩm, sáng sớm và chiều tối có sương mù, sẽ là điều kiện quan trọng cho sâu bệnh phát sinh và gây hại. Đặc biệt là các bệnh đạo ôn cổ bông, rầy nâu, rầy lưng trắng, khô vằn, lem lép hạt. Vì thế, để đảm bảo an toàn cho sản xuất vụ xuân, người dân cần tăng cường bám đồng và thực hiện tốt các khuyến cáo của ngành chuyên môn. Hiện nay thì cây lúa vụ xuân 2020 của huyện Thanh Chương, trà chính vụ đang giai đoạn ôm đồng, còn trà sớm một số vùng hóc trò, vùng chảy lụt hoặc là một số giống mà có thời gian sinh trưởng ngắn thì hiện nay cây lúa đã trổ. Và chúng tôi dự tính thì sẽ trổ đại trà vào dịp từ 18 đến 20 tháng 4. Trong thời gian vừa qua thì thời tiết diễn biến rất phức tạp, sáng sớm nó có sương mù và các đợt không khí lạnh xen kẽ với thời tiết nắng nóng, trời có mưa phun là điều kiện rất thuận lợi để các bệnh như lém lép hạt, đạo ôn cổ bông và rầy phát sinh và gây hại. Trong thời gian qua thì Ủy ban nhân huyện cũng như trạm thực vật đã có công văn chỉ đạo về phòng trừ đạo ôn cổ bông trên cây lúa vụ xuân 2020 và chúng tôi cũng kính đề nghị Ủy ban nhân dân các xã và người dân thực hiện tốt một số cái nội dung. Thứ nhất là đối với Ủy ban nhân dân các xã thì thực hiện tốt các công văn chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và trạm bảo vệ thực vật về phòng trừ sâu bệnh vụ xuân 2020. Thứ hai là đề nghị xã chỉ đạo cán bộ nông nghiệp và phối hợp với cán bộ trạm bảo vệ thực vật để chúng ta phân trà, phân vùng, xác định cái diện tích lúa trổ để chỉ đạo nhân dân phòng trừ. Thứ ba là thông báo qua các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như cái mạng xã hội để tuyên truyền hướng dẫn bà con phòng trừ hiệu quả. Từ giờ đến cuối vụ thì bà con thực hiện kiểm tra đồng ruộng và chú ý cho chúng tôi 3 đối tượng chính. Đối tượng thứ nhất đó là bệnh đạo ôn cổ bông. Bệnh đạo ôn cổ bông thì nguyên tắc là chúng ta chỉ phòng chứ không thể trừ, bởi vì khi phát hiện bệnh thì chúng ta phòng trừ không hiệu quả nữa.
Để phòng trừ tốt bệnh đậu ôn thì bà con lưu ý là chúng ta một số vấn đề như thế nào. Thứ nhất là phải chọn đúng thuốc. Thì Trạm Bảo Thực Vật khuyến cáo bà con một số loại thuốc. Thứ nhất là Bím 75 VWP, thứ hai là Katana 20SC, Bán Cán 600 VWP hay Cá Bím 30 VWP là những loại thuốc hiệu quả phòng trừ cáo. Thứ hai là chúng ta phải sử dụng đúng lưu lượng. Đối với cái bệnh đậu ôn cổ bóng thì cái lượng phun nó phải cao hơn đậu ôn lá. Vì vậy đề nghị bà con là chúng ta đọc kỹ hướng dẫn trên bao bì hoặc đến Trạm Bảo Thực Vật để được tư vấn. Thứ ba là chúng ta phải phun đủ lượng nước. Đối với đậu ôn cổ bóng thì chúng ta phải phun từ 25 đến 30 lít nước trở lên. Và thứ hai là thời điểm phun. Thì đề nghị bà con phun chúng ta phun là cái giai đoạn lúa trổ sắp sói, tức là từ khoảng 3 đến 5% tỷ lệ bóng trổ thì chúng ta phun, và nên phun vào sáng sớm hoặc là chiều tối, tránh cái giai đoạn buổi trưa là lúa phơi mau. Sau khi phun xong 5 đến 7 ngày thì ta phun lần thứ hai. Nếu gặp một trong các trường hợp, thứ nhất là trời có mưa hoặc là sương mù buổi sáng. Trường hợp thứ hai đó là bà con sử dụng các cái giống nhiệm như Thái Xuyên 111, SL9 hay Thiên Hữu 8. Thứ ba là đối với các cái ruộng mà đã bị đậu ôn lá rồi thì nguồn bệnh sẽ trên đồng ruộng lớn. Vì vậy chúng ta trong ba trường hợp đó chúng ta phải phun lần thứ hai 6 năm đến 7 ngày khi mà cây lúa nó trổ hoàn toàn. Ngoài cái đối tượng này thì chúng ta còn cần lưu ý hai đối tượng nữa, đó là bệnh lép lẹp hạt. Bệnh lép lẹp hạt thì cũng phát sinh trong điều kiện là mưa ẩm, mà chúng ta phun phòng thì chúng ta có thể kèm với phun đậu ôn cổ bóng bằng một trong các loại thuốc như Nevo, T-Super hay Amitato, Anvin là những loại thuốc hiệu quả phòng trừ cáo. Và ngoài ra thì chúng ta cần lưu ý một đối tượng nữa, đó là rầy cuội vụ. Đối với rầy cuội vụ thì nếu mà giai đoạn trước trổ mà độ rầy cao hơn là 1.000 con trên mét vuông thì ta có thể phun các cái loại thuốc nội hấp lưu dần như Oxin, Chẹt hay Sutin. Còn đối với cái giai đoạn mà từ trổ đến chín sạp, mật độ rầy từ 2.000 con trở lên thì chúng ta sử dụng các cái loại thuốc tiếp xúc sống hơi như Victory hay Bassa. Thì Trạm Bảo Thực Vật kính đề nghị bà con chúng ta thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi cái diễn biến thời tiết để xác định cái thời điểm trổ và tổ chức phòng trừ kịp thời, hạn chế thấp nhất các cái đối tượng gây ra trong vụ xuân 2020. Lúa là cây lương thực chính của người dân, và thời điểm lúa ôm đồng trổ bông cũng là thời điểm quan trọng nhất quyết định đến năng suất và sản lượng của cây lúa. Vì thế, huyện đã gửi công văn, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cũng đã gửi thông báo khuyến cáo và hướng dẫn về tình hình sâu bệnh, cách phòng trừ. Các xã cần tập trung chỉ đạo bà con nông dân bám đồng để phát hiện và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhằm mang lại một vụ xuân thắng lợi toàn diện. Chương trình thời sự hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.